Con chào Con con chào con cô. Hello nào, vừa học vừa ăn cơm nha. Cô ơi. Dạ. Dạ mình nghe. À, con chưa nhận được quà. Cô thấy thịt chết rồi, thế thì để cô kiểm tra xem cái bên Viettel Post người ta làm ăn như nào nhé con nhá. Con cũng chưa được nhận quà. Đúng rồi, hôm A của Khuê là bị hoàn lại rồi Khuê ạ, tại vì hôm đấy cô nhập sai số điện thoại của con. Tôi xin lỗi. Thế còn của Phú là không biết, là phải xem. Ờ, cô cháu xem thỏ đi, xem thỏ, tôi xem, à, xem thỏ. Trời đất ơi, học không học xem thỏ. Cô nói là có một con thỏ trên giường. Cô gửi lại, cô gửi lộn. Xem thỏ đi. Ok, now, so, nào cả lớp ơi, cô bảo này. Em thân mến, I'm okay, out the class, mute, oh, ok, yes. Okay, so, if you are ready for the class, you raise your hand. Okay, you raise your hand, right? Yes, of course. If you are ready for the class, you raise your hand and then you got a bottle of water here. Okay, a bottle of water is important for the class today. You know what? Ồ, oh, có lag không? Bị lag hả? Okay, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes, okay. Now, you know what? I'm too busy, so I forgot to prepare the PowerPoint. So today I want all of you to make a PowerPoint and we will have a presentation. Do you agree or not? Các con biết sao không? Tại vì là 2 tháng vừa rồi, lúc nào cô Ngọc cũng phải làm PowerPoint cho các bạn để giảng bài. Đúng không? Thế hôm nay các con có muốn là làm một chiếc PowerPoint của riêng mình rồi sau đó làm một bài thuyết trình không? Yes. Bạn nào biết làm PowerPoint nào? Bạn nào biết làm PowerPoint nào nhỉ? Viết cho cô xem nào. Ai? Ai biết làm? Ai biết làm? No me. Bây giờ nhá, nếu mà cả lớp mình đều chưa biết làm thì cô sẽ hướng dẫn cả lớp mình làm những chiếc bài giảng thật xinh như là thường thường cô Ngọc đang làm cho các con nhá. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng bài giảng này để thuyết trình. Do you agree? Các con đồng ý không? Trời ơi nào, đúng không? Mình đổi mới một chút. Tại vì sao? Chúng mình học thụ động quá lâu rồi. Được chưa nhỉ? Đương nhiên cũng không phải thụ động lắm, nhưng mà cô muốn là các bạn mình sẽ có sáng tạo hơn, mình được sử dụng máy tính nhiều hơn và mình thực hành nhiều hơn nhá.
bài tập lần này về nhà sẽ là làm hoàn thiện chiếc PowerPoint xinh xinh của mình, và đến buổi hôm sau thì mình sẽ thuyết trình dựa vào chiếc PowerPoint đó. Agree. So, bài hôm nay rất quan trọng. Vì vậy là sau buổi ngày hôm nay cô sẽ quay lại video, cô gửi trong nhóm Zalo, các bạn hoàn toàn có thể xem lại nhá. Are you ready for the PowerPoint? Yes. Okay. So, I will share you this. Nào, thường thường ấy mà các bạn mà để làm một chiếc PowerPoint sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên là cô sẽ có một trang công cụ cho các bạn để các bạn làm PowerPoint vừa xinh vừa đẹp vừa nhanh. Bạn bảo Ngọc Nguyễn vẽ lên trên bảng là không được. Đề nghị bạn bảo Ngọc Nguyễn tắt ngay. Nào, rất đáng yêu rồi nha, cô yêu. Ok, bây giờ các bạn nào, cô sẽ truy cập vào đây nào để cho các bạn lựa chọn nha. Okay. Here. Oh my god, look at this. Now. Chủ đề ngày hôm trước của mình. Okay. The last topic we studied about wild animals, right? Yes. What subject did you have today? Yes. Now, do you remember that at the previous class we have studied about wild animals? Did you remember? Wild animals. Wild animals. Do you agree? Do you remember? Yes. Okay. Và sau đó thế nào nhỉ? Mình đã vừa là vẽ sơ đồ tư duy, vừa là làm bài tập, và cô xem rồi, mỗi là cô chưa ấy thôi, cô chưa chấm thôi. Ok, cô xem hết rồi, toàn 9-10. Right. Nào, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài giảng để mình thuyết trình về những con vật mà mình cảm thấy là mình cần phải tìm hiểu nha. Ok. So now we need to choose a slide. Trước tiên là cả lớp mình sẽ chọn một chiếc slide nào. Cô sẽ chọn ở đây nha. Và các con sẽ comment là các con chọn cái gì nhỉ? Số đông nha. Ok. Animals. Ok. Now, which one do you want to choose now? Which one do you want to choose here? Các con muốn chọn slide nào nào? Các bạn comment cho cô biết nào. Ok, ok, let me see. Now, so. Toy. Ok, today we will make a slide about wild animals. Ok, not toys. Is this ok? Forest animal planner? Or this one? Ok. Or, ok. Let me see. I see a cute, very cute here. Science subject for elementary. Look at this. Here. Is that cute? Is that cute? Yes? Okay. So now we will use this. Now, so we download it. Hôm nay mình sẽ học cách làm PowerPoint cho các bạn chú ý nha. Cái này lại mất tiền các con ạ. Không được rồi. Nào, cô sẽ chọn cái khác cho các con. Nào, tất cả lớp hôm nay nha, cô sẽ sau bài này cô sẽ gửi lại cái PowerPoint này để cho các con hoàn thiện nha. Hoàn thiện nha. Ok. Nào, cái này thì sao nào? Con vừa gội đầu xong trời. Thôi rồi, cô sẽ cố gắng là tìm một cái thứ hai á, là cái nào nhỉ, cái này à? Thử cái này xem. Con tiger.
Wait a minute. Cái thứ tư á. Đây đây để mình xem nào. Ok, thì bây giờ cô sẽ lựa chọn một cái affix khác nha. Mình sẽ lựa chọn theo màu đi. Cô thích màu hồng. Các bạn thích màu hồng không? Do you like pink? Do you like pink? Yes, okay. Now we choose one. We choose one. We choose one. Yeah, we choose one. Okay. We go. Nó hơi phức tạp một tí cho nên là để cô nhá. Đó, mình sẽ phải đăng nhập này, xong thì mình sẽ phải tải slide về và chúng mình cùng làm nha. Các con thích màu hồng không? Thích màu gì nào? Màu red á. Hey, good. Bây giờ cô xem có cái gì hay hay xinh xinh là đẹp luôn. Nào. Bây giờ mình xem nha. Đây còn Christmas thôi. Mình thử xem education có gì nào. Mình sẽ chọn này, mình sẽ chọn một cái mà mình thích thích này. Đấy, cái nào mà nhìn trông có vẻ là đẹp đẹp, thích thích, xinh xinh là mình đáp về thôi, đúng không? Quá đẹp. Thế mình chọn cái nào nhỉ? Cái nào ta có lớp, cái nào chọn nào? Ok, cái này nhá. Cái này đơn giản quá. Ô, lớp đồng của khác. Chọn khó khăn ghê gớm à. Animal xem nào, cô vẫn thấy mấy cái animal đẹp đẹp này. Ok, nào thống nhất nào, có lớp thống nhất cho cô nào. Yên tâm đi, hôm nay học 9 rưỡi cũng được. 4 á. Cô thấy cái này hay hay này, các con này. Con thích màu hồng và tím. Me too. Okay, it's loading now. Ui dồi ôi, nó đang về rồi này, nó đang download về rồi này. Rồi. Đây này, đợi cô một tí. Đấy nha, bây giờ mình đã bắt đầu có phôi rồi. Nào các bạn comment cho cô, là các bạn comment cho cô biết là hôm trước mình học những từ gì rồi nào. How can we say about the words we have started about? Do you remember? Giraffe, okay, giraffe, and what else? Okay, I will ask one. Ngọc Khuê. Hello, teacher. Okay, do you remember about the animals we started about? Yes. Okay, what are these? This hippo. Hippo. And tiger. And tiger. And rabbit and sheep. Rabbit. Okay. Oh, one. Okay. Come on. Hippo. Rabbit. What else? Giraffe. Giraffe. Uh-huh. Kangaroo. Cheetah. And yes. And the last one is Okay, you can look at the comment. Look at the comment in the chat here. Các bạn comment rất nhiều này. Các bạn comment để nhắc cho Thu Khuê này. Okay, the first one is cheetah, right? We have. Nào, con có thể liệt kê ra nhiều hơn nữa nào? Nhiều hơn nào? Tiger, lion. Bear. Yeah. Bear. Snake. Tiger. Fish. Yes. And? Polar bear. And what else?
Nào, bây giờ cô sẽ gọi thêm một bạn nữa nhá. Who can? Để giúp cho quê nào. Who can nào, Ngọc Hân nào. Okay. Okay. Can you list some wild animals for me, please? Con liệt kê một chút nào, liệt kê một chút nào, đọc nhanh nào. Dog. Dog. Ôi cô, thế con đọc phải 6 từ cô nhá. Ui, thế ngoài 6 từ ra còn biết từ nào khác không? Mouse. Yes. Tiger. 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 Snake. Dog. Nào. Kể cả đồ, cả con vật trong nhà thôi nhá. Nào, đồ vật, à, con vật hoang dã thôi. Nào, bây giờ cô gọi liên tục để cô gọi bất kỳ. Đấy, cô gọi bất kỳ. Elephant. Elephant, đúng rồi. Tiếp tục nào. Panda. Panda. How about bộ bảo an nào? Bear. Bear. Phạm Kim Thanh nào? Fox. Bear. Fox. Phạm Kim Thanh nào? Vì Dương nào? Cô có thể không kịp áp pin nhưng mà các con cứ nói nào. Cô ơi. Dạ. Fox. Thế bao giờ cô cho bọn con xem con thỏ? Ôi trời ơi, con thỏ nó đi lâu. Nó còn đang cầm thỏ ra rơi trước mặt nào, cô mình đây. Nghe nào, mình liệt kê từ đã nào. Mình liệt kê để nào. Đặng tiếng. Rabbit. Zebra. Cô mời bạn nào mà cô vẫn biết con. Zebra. Đây rồi. Zebra. Đâu xem nào. Dạ. Thành, Tiến Hùng mở mic con. Tiến Hùng mở mic nào. Thưa cô. Shark. Crocodile. Oh yes. A bear. Oh yes. Polar bear. Polar bear. Polar bear. Giraffe. Tiger. Yes. Snake. Snake. Uh-huh. Yes. Ai giờ Tiến Hùng. À, Tiến Hùng có cái con crocodile đấy là đúng rồi. Thế là tiếp tục nào. Ái chà, thế lâu lâu là chả. Lâu lắm rồi không biết. Cô Khánh Hà sao? Cô bật nhầm mic con hả? Khánh Hà nào. Nhiều lắm. Cô gọi ai cô bật mic con thế? Thế cô gọi con, gọi đây còn gì nữa. Khánh Hà gọi nãy giờ đấy. Hả? Vừa nãy là từ quê cho bảo an rồi là Hân này, các bạn này cô bật tục mà. Đức Minh nào. Hà không có từ đúng không? Chết rồi, Hà không có từ rồi. Dạ, dạ sẽ cô squirrel. Ui chà, squirrel. What else? This is a hedgehog. Ui xôi chùi. Next, next. Wild boars. Wild animals, just wild animals. Chỉ là động vật. Wild reported. Ý con là wild reported. Okay, great. And nghĩ nghĩ con có con dưới nước là mấy con dưới nước. Mấy con dưới nước. Well, dolphin. Well. Yes. Okay, thế Khánh Hà có từ nào không? Snake. Dạ? Snake. White. Để mic đó. Ok, là bây giờ nhá, bây giờ đúng không? Có bạn ghi là seagull gì đây, duck. Con gì đây, con hamster, con rabbit. Ok, nào bây giờ nhá, PowerPoint đã có rồi, chúng mình. Eagle. Eagle, chính xác, đại bàng. Ok, nào bây giờ cô cảm ơn các bạn nhá. Nào các bạn chuẩn bị nhìn vào đây là cô sẽ hướng dẫn này, hướng dẫn một lần mà chỉ một lần duy nhất này, ngày hôm nay nhá. Để mình xem cách làm PowerPoint để mình làm thuyết trình nhá. Đúng không? Vẽ thì cũng chán rồi. Ờ, nói không thì cũng buồn. Thế mình thử thử thách mình một chút được không nhỉ? Rồi bây giờ đây à, let me share the screen now. Oh my god. Sau ngày hôm nay nhỡ đâu các bạn lại làm giỏi hơn cô. Đúng không? Làm giỏi hơn cô xong thì cô lại không phải làm bài giảng nữa. Toàn các bạn làm xong các bạn trao đổi với nhau. Sau đó chúng mình sẽ học bài giảng của nhau. Ok nào. Cái này chỉ là cái mẫu thôi đúng không? This is the model, right?
Thì có cái hình này, các con muốn để hình này không? Yes or no? Comment cho cô biết nào. Yes. Ok, comment nào. Comment có mỗi con cow đúng không? Thì mình sẽ tìm các con khác, cho cô sẽ tìm một số các cái con khác nào. Đây, mình sẽ tìm một số con khác này. Hiểu không nhỉ? Khi mà mình làm, đã bây giờ thay đổi tiêu đề đã nhỉ? Tiêu đề ở đây là phải thay này. Tiêu đề là gì nhỉ? Why animals? Ok, nào bây giờ lớp của mình là gì nhỉ? How do Miss. Ok, cô tên gì cả lớp nhớ không? Hay là gọi cô gấu quen rồi? Miss Bảo Ngọc. Miss Bảo Ngọc, ok, thank you. Now, so nào bây giờ nha, đầu tiên mình đã có tiêu đề rồi đúng không? Đúng rồi, Bảo Ngọc mày quá. Bên nhưng mà hình như là có một cái con bò này thì con dê hay con bò đây? Con này con bò. Ờ, cái con cow này thì để này có được không? Thế cô sẽ kiếm thêm một số các hình khác nha. I will find someone. Ok, I will copy here. Right. Ok, and I will send this. Ok, here mình có hai con rồi. What else? I will find something more. Okay, and I add here as much as possible. Here we go. And this one. Okay, get smaller. Nếu các bạn muốn làm nhỏ hơn thì các bạn bấm vào đây này. Được chưa? Úi giời, quá xinh. Xinh không? Lớp mình hôm nay xong rồi, có biết hướng dẫn làm thì lớp mình làm cho cô một cái nhá. Yes, okay. So many. Okay, I will find more. I will find more. Zebra. Okay, zebra. Okay. Okay, đấy là cũng là để là tượng trưng thôi. Bốn con này quá nhiều rồi. Okay, nhiều quá rồi, giống cái sở thú rồi đấy. Okay, how about this one? Agree or not? Mình làm thuyết trình rồi, đến giờ mình chia sẻ màn hình ở cô. Chút nữa cô sẽ thường nha, cô sẽ hướng dẫn cái này các con làm này. Đó, các con cách biết cách làm PowerPoint này. Sau đó là các bạn sẽ hoàn thành cái PowerPoint của riêng mình dựa trên cái PowerPoint này. Và các bạn sẽ thuyết trình trên cái PowerPoint đó, được chưa? Đó, nó sẽ hơi khó bởi vì là cuối tuần mà. Mình cuối tuần mình có 2 ngày. Ok, nếu mà bạn chưa xong thì mình có thể chưa xong, mình để một tuần. Ok, nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nha. Tại sao mà cô lại có thể gắn được rất nhiều ảnh lên trên này? Các bạn chỉ việc copy thôi. Ví dụ đây, bấm vào ảnh này. Đó, mình sẽ bấm tổ hợp là mình sẽ lấy chuột gì nhỉ? Chuột phải. Đấy, mình bấm vào chuột phải. Xong nó hiện ra chữ copy. Đó, and then em bấm vào cái slide mà mình muốn chèn này. Đó, xong em lại bấm chuột phải này. Xong em bấm vào đâu? Em bấm paste rồi đây, paste đây. Ok, where we go. Đó, đấy là cách chèn ảnh nhá. Ok, one more time. Còn nếu mà chỉnh chữ đúng không, thì em phải bôi đen. Em phải bấm vào cái chỗ có chữ này. Em phải bôi đen này, xong em bấm chữ vào. Ok, you take here. Ok, let's see the result. Here, cái cover của chúng mình hơi nhiều đúng không? Cái cover của mình cần thay đổi. Đó, here, and here. So, okay, it is okay now? It is okay now? Được không? Oh, great. So, in the cover, we have a rabbit, a fox, a zebra and a cow. Ôi, tạm thời là có 4 con nhá. Right? Okay. Tạm thời là mình có 4. Right. So, we have the content here. So cái này bỏ qua nào. So the first, what animal is this? What animal is this? Do you know? Okay, who know? Who know?
Tú Phương says fox. Who can? Who know? Who know? Raise your hands. Who know? Raise your hands. Lion. Lion. Fox. Okay, fox or lion? Fox hay là lion nhỉ? That's a fox. Đây là một con cáo. Yeah, that's a fox. Okay. And this we'll describe about this. Mình sẽ tả về con fox nha. Con fox sinh nào nào? Eat cats. Tả con fox nào. It has. Con fox có gì nhỉ? How many legs? How many legs? Long tail. Oh, okay. It has a long tail. Okay. Right? Mm-hmm. One leg? Ears. You know, two legs? Come on. A long tail. Okay, it has. Okay, they have four legs. Chẳng qua là cái này là để giống hình hoạt hình nó mới giống như có hai chân thôi, còn nó có bốn chân nha các con nha. It has four legs. Okay, four legs. Remember, bởi vì có một tai cho nên là không có chữ S này. Có bốn chân đúng không? Four legs. Two ears. Mm-hmm. It has two ears. Okay, so one nose, yes. You know, but what color it is? What color it is? What color is a fox? What color is a fox? Black? Black? Are you sure? What color it is? Pink, pink. As usual, they will have the orange. Orange. Okay, nếu mà con fox thật ấy, thì nó có cái màu orange, cái màu cam ấy, màu cam đất ấy. Uh-huh. The fox is orange. Great. Okay, so on. Yes, okay. Nào bây giờ mình muốn chỉnh nó sang một bên đúng không? Here. Cho thêm cái này. Yes. One more time. Say. Okay, thế là mình đã tả được một con fox đúng không? Nào, fox. It has a long tail. A long tail here, long tail here. It has four legs. Two ears. And a fox is orange. Right. And and how this time we will go on with zebra. Zebra. Okay, cô sẽ xóa hết cái này nha. Here we go. Here we go. Lion, zebra first. Zebra. Cô chỉ làm mẫu thôi, cô chỉ làm mẫu thôi. Sao các bạn về phải làm á? Zebra. Các bạn có thể lấy ảnh ở trên mạng chèn vào cũng được mà. Các bạn lấy ảnh trên mạng cũng chèn vào cũng được. Okay. Không xóa hàng loạt được, nó phải bắt xóa từ đúng một chữ. Rồi, tôi sẽ copy cái này đây, tôi copy cái chữ này cho nó dễ. Okay, this is a zebra. How could I say that a zebra? Zebra.
Ok, hôm trước nha, cô thấy có nhiều bạn ghi như này này. Zebra gì đấy. No, it's not. It's zebra. Right. Ok. How could you describe a zebra? Oh, có ai tắt comment rồi à? Thôi, mở chat lên để cô còn biết chứ, đúng không? Ok, how could we describe a zebra? Trong con zebra như nào? Các bạn nhắn hay là các bạn muốn nói không? Các bạn nói không? Ok, cô muốn hỏi một bạn nào. One student here. Me? Hương Quỳnh. Ok, Hương Quỳnh. Đợi cô một xíu. Cô đang không tìm thấy Hương Quỳnh. Where Hương Quỳnh? Hương Quỳnh, wait a minute, cái Hương Quỳnh. Okay. Hello, teacher. Okay, hello, Hương Quỳnh. How do you do today? Are you great or not? Chết rồi, Quỳnh của cô đâu? No. How do you do? Nó cũng bằng với câu how are you. Yeah, hôm nay con có khỏe không? Hôm nay cô hơi ốm. Dạ, yeah, có. Ok, now so, Hương Quỳnh nào, can you describe me? Đây có nhiều bạn đang comment về tả con zebra này nhiều lắm rồi. Maybe black and white. They have black and white. Vậy cô sẽ lấy tạm cái phông này nha, cô lấy tạm cái khung này để viết chữ này. Here we go. Now. Cũng tương tự là it has gì nhỉ? It has white. It has white and black. Đấy là it is rồi. Nó thì trắng và đen đúng không? A zebra. Thì trắng và đen đúng không? A zebra. Nhưng mà trắng và đen nếu mà nói như thế thì con cow nó cũng trắng và đen mà. Cũng black and white mà, đúng không? Tại vì con đi thi VOA Dos. Xong rồi con giờ trễ, lúc mà con thi xong là 8:20 luôn rồi. Ờ, nhưng mà bây giờ tả cái con này đi nào. Cái con hơi mệt đúng không? It has white and black. It has one black gì? Cái gì one black? It's zebra. No, it's not. Cái sọc nào? Cái sọc là cái gì? Các bạn nào biết không? Nào những cái vằn vằn này gọi là gì nhỉ? Cái vằn vằn này này, gọi nào? Nhưng mà nào vằn vằn nào? Các bạn nào biết không? Cô gọi của bạn nữa nha, hỗ trợ nha. Tú Phương biết không? Rồi gọi Tú Phương mãi rồi. Who can? A zebra have. Nào cái gì white black? Hoàng Giang là ai? Hoàng Giang là chị của Diệp á? Hello? Ok. Nhưng mà Hoàng Giang không, chỉ comment thôi, không mở mic. Nào có bạn nào được không nhỉ? Bạn nào hỗ trợ bạn nào? Hiệp biết không? Cũng không biết không? Nào cái sọc hôm trước vừa nghe xong. Có cái bài còn nào Hân là Hân biết, Hân biết, Hân biết, Hân biết, Hân biết. Straight. Ờ, straight biết như nào nào? Thế học Hân biết không? Quỳnh, Hương Quỳnh nhắn tin cho cô nào, nhắn trên chat vậy. Dạ. Nào, hôm trước vừa học xong. Straight. Đâu, biết như nào? Đánh vần. Spell it. S. S. D. S. T. D. R. E. I. I. P. E.
D. D, E. Ok, thank you. Nhớ nha. Ok, là tiếp tục Hương Quỳnh nào. Hương Quỳnh nào. Nào, mình quay trở lại cái bài này này. A zebra has black and white Z stripes. Ok. Thế bởi vì sao? Bởi vì nếu mà con nói là con ngựa vằn đúng không? Con ngựa này nó có màu đen và màu trắng thì cô cũng có thể phản biện lại cho con ngay là cái con bò sữa này nó cũng đen với trắng này. Ừ, nhưng mà nó phải là sọc nhá. Sọc thì mới là zebra nhá. Zebra. Ok, how about it has? Describe about this. What is special about the zebra? What's special about it? Nó có gì đặc biệt nữa nhỉ? Hương Quỳnh. Who knows? Who knows? Ai biết nào? Thế muốn tả con zebra này nào? Ngọc Khuê nào? Các bạn. It has a four legs. Yeah, it has four legs. Okay, long or short? Long or short leg? Long legs. It has four long legs. Okay. And what else? How about her, his nose? His nose here. Ô Ngọc Khuê bị tắt mic à? Ôi dồi ôi, sao Ngọc Khuê tắt mic thế? Ôi dồi, Hương Quỳnh bảo hai mũi. Two long mouth. It has a long mouth. Long mouth? Yes. We can say that it's a big mouth. Has a two ears. Two ears, yes, two ears. Rồi, nhưng mà có cái gì đặc biệt không? Long ear or short ears or long là dài này, long, long, short, long or short. Nào mình tả cho nó chi tiết nào. It has a two ear. It has two ears. Yes. Nhưng mà but short or long, long or short? It has two short ears. Short ngắn ear, ngắn. Okay, it has one tie. Oh, come on. What? It has one tie. One tail. Một cái đuôi không, right? Nhưng mà tả như thế nó lại trung thực quá. Nào, mấy con nhìn cái con này nó đặc biệt nào. What special about the zebra? This. Look at his nose. Big, small nose. It has a big mouth. Big mouth. Okay, it has a big mouth and a big nose. Big nose. Okay, right. Now look at the result here. Look at the result here. See? Okay, the first one we have about. Today we will talk about why animals. My name is Trần Bảo Ngọc. Uh-huh. Các bạn sẽ dạy chương trình nha. Nào. Today I will talk about why animals. Uh-huh. My name is Trần Bảo Ngọc. Okay, nào bây giờ tiếp tục nha. Sau các bạn sẽ nói là I will talk about four or six cái gì đấy. Con table content đúng không? Hôm nay con muốn nói về những con gì con viết vào đây. Animal ones. Animals one. Là con gì thì con ghi ra. Ghi cái tên ra nhá, ghi tên vào đây nhá. Ok, cô sẽ rất là thử thách cho các bạn đấy. Animal two. Bốn con đi. Mình nói được hai con rồi. Các bạn điền nốt hai con cho cô.
animals too. The next one, animals three. Các con sẽ điền tên con vật nhé. Ví dụ như ở đây là cô vừa nói là con fox rồi đúng không? Con fox. Ok, thì các bạn sẽ cũng điền vào đây là con gì đó đúng không? Animal three là con gì đó? What animals here? Right. Các con có thể nhờ bố mẹ tham gia cùng nha. Animal four. Ok, và các con sẽ điền vào đây nha. Now, we will talk like this one. Here. Hello everyone. My name is Trần Bảo Ngọc. I am so happy today to have a presentation about why animals. Today, I will talk about four animals. One, fox. Two, là gì đó? Okay. Three, là gì đó? Và four, là con cuối cùng. I will talk to you later, right? Con cuối cùng, right? I'm live streaming. Okay, the first one is a fox. Fox. Right? It's a fox. Và các con sẽ nói là nhiều con ở đây đúng không? Okay, nó có những cái gì này? It has gì đó? It has gì đó? It has gì đó? A fox như nào đó? Right? Okay. Mẫu nha. The first is a fox. It has a long tail, four legs, two ears, and a fox is orange, right? You know what? It's so hard for you to get the presentation. But now we need to study about this, right? So, đó thì cái cách mà để hướng dẫn các bạn là thuyết trình nó như vậy á. Nhưng mà các bạn sẽ phải nói nhanh hơn, bởi vì cái này là các bạn chưa quen đúng không? Mới chỉ học là để biết thôi chứ gì. Bây giờ mình sẽ học chủ động hơn một chút nha, đúng không? Bây giờ cô sẽ nói nhanh hơn một chút này. Đấy, mình sẽ dựa vào cái bài giảng này đúng không? Cái slide này để mình nói được chưa nhỉ? Nào, one more time. Cô giới thiệu nhá. Đúng không? Trang đầu tiên các bạn sẽ giới thiệu về là ôi hôm nay tớ rất là vui, tớ sẽ có một bài thuyết trình nói về động vật hoang dã, được chưa nhỉ? Right? I'm so happy today to tell you about why animals. My name is gì gì đó. Right? Và sau đó mình sẽ giới thiệu là hôm nay tớ sẽ nói về bốn con vật. Today I will talk about four animals. Và các con sẽ liệt kê ra từng con vật một nha. Rồi sau đó là mình sẽ vừa thực hành này, viết tên con vật ra này, viết đặc điểm ra này, rồi gắn ảnh lên nha. Các con có thể lấy ảnh trên mạng để gắn vào cũng được. Ok. Right. Nếu mà các bạn gặp khó khăn thì hôm sau cô sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp nha. Ok. Oh my god, chat for me. Nào xem là xem cảm nhận của các bạn nào. À, ghi tên mình chứ. Trời ơi, đây cô ghi mẫu thôi. Sau bài làm của các bạn sẽ ghi tên mình nha. Cô sẽ gửi bài giảng này về cho trên nhóm Zalo nha. Các bạn sẽ thử thách mình là làm PowerPoint xem nó có đẹp không nha. Gắn ảnh này, ảnh nó đẹp này. Các con gắn vào này. Rồi các con sẽ luyện, vừa làm vừa luyện nói. Được chưa nhỉ? Vừa làm vừa luyện nói. Bài này mình sẽ hoàn thành cho đến thứ 6 tuần sau. Bốn con thôi, thứ 6 tuần sau, được chưa? Còn tuần này mình cũng chỉ làm bài tập này cho đến thứ 6 tuần sau. Đó, còn thứ 2 mình sẽ chữa tiếp để cách làm tiếp nhá. Bài này, bài thuyết trình nào mà ấn tượng nhất thì chắc chắn là sẽ có thưởng. Không phải tự nhiên mà bài này nó lại khó như thế.
Đây chỉ là hướng dẫn buổi 1, buổi 2 cô sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng nha, cách thuyết trình nha. Thế hôm nay mới chỉ là cách dùng PowerPoint. Nếu mà bạn nào có khó khăn gì các bạn có thể nhắn tin. Các bạn có thể nhắn tin cho thầy Vương hoặc thầy Quân để thầy Vương, thầy Quân có thể trả lời các giải đáp của các bạn. Hoặc là các bạn có thể nhắn ở trên fanpage chẳng hạn đó, các bạn nhắn ở trên Facebook. Ok, các bạn có thể nhắn trên hội nhóm giỏi tiếng Anh cùng con để các thầy cô có thể hướng dẫn các bạn, được không nhỉ? Còn sau đó thì mình sẽ làm bài này trong vòng 1 tuần. Các bạn sẽ sử dụng PowerPoint này để thuyết trình. Ok, so now and now it's too late for you to study more, right? So now we need to brush your teeth, okay? Wash your face and go to sleep. Yeah, it's the end of the class now. I know that it's difficult for you, but you need to finish it. I hope that you see so many beautiful presentation from you. Good night, and I will give to unmute all here. Bye. Goodbye, teacher.